chào cả nhà nha. Rồi, bữa nay mình sẽ làm món thịt kho mắm guốc đãi cả nhà nha. Bên đây Băng đang tiến hành làm cái món đãi cả nhà buổi chiều đây. Thịt kho mắm guốc, cái này mình có xấy tả với ớt nè, cho nó thơm lên rồi mình bỏ ba gọi vô mình xào. Thì bên đây mình chuẩn bị thịt ba gọi để kho mắm guốc. Đây, đây cái phần mắm guốc mình cũng đã gót sẵn chén hết nè cả nhà. Rồi bên đây một số rau thì mình nãy anh em mình có đi bẻ rau má nè. Một hơi mình rau má này thì một hơi mình sẽ nấu canh với lại khoai lang. Thì cái phần canh rau má khoai lang thì mình có chừa một ít rau má để ăn sống, một hơi chấm với thịt kho mắm guốc nha cả nhà. Bắp chuối bây giờ mình đập ra cho ở trong nó dập dập á cả nhà, để hơi mình chẻ ra cái mình chế giấm lên để cho nó ngấm vô cái bắp chuối. Một hơi mình chấm với món thịt kho mắm guốc của mình nha cả nhà. Đây bây giờ Băng chẻ ra đi. Giấm mình chuẩn bị cái bên thì bắt đầu mình gửi lên luôn. Đó, khi mà nó ngấm vô hơi nó chua chua, có vị chua chua chát chát á, như mình thường thường mình làm dưa chua, nhưng mà mình ăn cái này cái hương vị quê hương nha cả nhà. Còn bên đây là cái món rau sống, một hơi mình chấm cái thịt kho mắm guốc. Đó, bên đây thì có bắp chuối nè, bông súng nãy mình lặn mình vẽ nè cả nhà, rau má nãy Băng cắt nè. Đó, rồi cái phần này cái phần bông trang trí cho nó đẹp nha cả nhà. Rồi. Hẹ nước này nãy cha không biết xin của ai nữa, cha có đem về đó. Hẹ nước này thì ở dưới quê người ta có, rồi cha hồi nãy cha đi người ta cha thấy ngon cái cha xin về để hơi mà gia đình mình ăn luôn. Ở miền Tây mình cái nào ngon ngon mình xin ta cho hết cả nhà, ví dụ như rau má hồi nãy cũng xin nè, rồi bông súng hồi nãy là mình cũng đi xin luôn á cả nhà. Có thịt heo mua thôi hả? Thịt heo thì xin chắc ta không cho đâu, heo giờ mắc quá. Rồi giờ em gió quá rồi, chưa có vàng được nữa. Mình làm cái đồ chắn gió sao nhìn mắc cười quá. Cái đồ chắn này nó không có tác dụng gì. Quay ngoài đồng cái điện thoại mình chắc nó cũng không có chống gió được á cả nhà. Cả nhà cũng thông cảm nghe, nhiều khi nó nghe hơi hù hù. Rồi, giờ xả với ớt mình vàng nha cả nhà. Tiến hành thả thịt ba gọi vô mình xào cho nó săn lên. Cái này là thịt mình xào cho nó săn lên luôn không em, hay là săn chỉ sơ sơ cho nó săn săn lại. À. Cho thơm nữa, với lại xào cho nó cái xả với tỏi ớt nè, vô cho thơm thịt. Cái món này lâu lắm rồi cũng anh cũng chưa có ăn nè bà. Món này cái bắt. Cái này á nghe mà nếu mà để được lâu á là thường thường á thì dạng như là xào mắm guốc á. Mà cắt ba gọi nhỏ nhỏ, cộng nhỏ thôi xào. Xào để trong keo á ăn được lâu lắm. Cái đó là cái lúc thời đi học á, nhớ là cha với mẹ có xào bỏ vô keo á để dành mình ăn nó được lâu. Được lâu, ăn được lâu. Chỉ cần nấu cơm cái là bắt đầu mình đem ra mình ăn luôn. Để được lâu lắm. Bữa nay nghĩ là đang đói bụng ăn chắc hết nồi cơm luôn nè. Cái này mình kho có nước để mình chấm rau. Ừ. Cái ba gọi xào với thịt ba gọi mình cắt nhỏ nhỏ chấm tóc ăn cũng ngon lắm. À. Anh biết rồi. Biết rồi. Anh thấy mấy cái xe bán trái cây á bây giờ người ta bỏ nước đá nha, trái cây lạnh á, người ta cũng hay ăn cái món mắm guốc này nè, mắm guốc xào. Mình ta xào ngọt ngọt vừa ăn lắm, chấm ăn nó ngon lắm. Có ớt cây cây. Ê mình xào bữa nay anh thấy ớt cũng nhiều quá. Ớt nhiều ăn cho nó tê tái. Thịt săn nè, mình bỏ mắm guốc vô. Rồi. Mắm guốc thì mình có trộn một miếng nước vô nha cho nó lỏng lỏng. Hoặc mình bỏ nước cái mắm guốc này vô nè, rồi mình bỏ nước vô sao không được, nãy mình có trộn cho nó lỏng lỏng. Trộn trước thì bỏ vô thêm nó hơi nhiều, bữa nay mình mua thịt nhiều quá. Ừ. Ôi, nghe về kìa Băng ơi. Rồi, Út nghe về cả nhà ơi. Đây, đang làm clip. Bây giờ mình sẵn, mình nhờ Út. Mình nhờ Út nghe làm cái món khoai lang nấu canh với rau má nha cả nhà. Rồi, bên đây. Ê, hỗ trợ biết nấu canh không? Biết à. Rồi, vậy ngồi xuống làm giùm cái món này coi. Đang làm đồ luôn hả? Đang làm clip luôn. Cưng tách cái khoai đó ra, cưng bỏ trong cái gỗ rau đi, rồi mình nấu. Cưng tách bự một tí cũng được, bự hơn đó một miếng. Ừ. Khoai này thì hơi biết nấu nghe nấu luôn ha. Ok. Không biết nấu thôi chị Băng chỉ cho nấu. Thợ chính chỉ cho thợ phụ ít bữa mày lên thợ chính luôn. Tách ra trước vậy đi. Rồi chị Băng kho cái nồi thịt bên kia xong rồi mình tiến hành mình mới nấu canh. Đại canh còn nóng á là mình dọn ra mình ăn cơm luôn cho nó ngon. Bữa nay đi đám về có rượu hay sao mà thấy bê bê nè. Chưa đâu mọi người ơi. Chưa không sao nhịn mặt kỳ ơi. Cười cái ơi. Ô ghé say hết về cả nhà, nó dốc mình hay gì á. Wow, nồi hấp dẫn quá cả nhà. Giờ mình tiến hành bỏ ớt với hành vô nữa, mình nãy mình niêm rồi. Thì bây giờ mình niêm bỏ hành vô nữa thì mình bắt xuống thôi, nhắc xuống. Rồi tắt lửa. Bữa nay không bể bụng nữa thôi á.
Bữa nay đầu bếp Út Nghé sẽ chỗ tài nha cả nhà, nấu canh rau má khoai lang. Có đồ bợ đó. Wow, đầu bếp này làm thấy cũng chuyên nghiệp lắm nha. Thì cái nồi canh này một hơi thì kết hợp với cái món đây cả nhà, thành phẩm của cái món mà thịt kho mắm guốc của mình này cả nhà. Rất là hấp dẫn. Rồi thái rau vô mình đảo qua đảo lại cho rau nó vừa chín tới, tại này rau dễ chín lắm. Rồi mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Tại vì trời mưa quá cả nhà, mình phải di chuyển vô trong. Hồi nãy mình nấu ăn ở ngoài bếp xong rồi, bây giờ gia đình mình nguyên gia đình luôn là giờ vô trong. Mưa lớn quá cả nhà, có ồn quá cả nhà thông cảm nha. Đồ ăn hấp dẫn quá mà mưa này tự nhiên cái làm mất cái không gian ngồi ăn của người ta. Bên đây thì nồi canh nãy Út Nghé nấu nè cả nhà, còn bên kia thì thịt kho mà nãy mình múc ra. Cái dĩa bên kia thì mẹ có chiên một con vịt á, thì ăn kèm thêm luôn chung với bữa ăn gia đình luôn. Mâm gà quá hấp dẫn. Hẹ, cái hẹ nước đó em ăn nhiều không Băng? Hồi đó giờ có ăn từng ăn không? Nhưng mà giờ nó hiếm hơn ngày đó. Cái hẹ nước này ngày xưa là hẹ này chỉ bằng hẹ đồng đúng không? À, người ta đi ruộng về cái người ta nhổ luôn á cả nhà, đem vô cái có cá kho hay là mắm rồi đó, ăn rất là ngon. Nó giòn giòn. Bông súng thì mình ăn sống cũng được luôn, bắp chuối thì mình đập ra. Rồi cả nhà ăn nhẹ ha. Rồi. Cái này mình ăn mắm mắm chưng cũng ngon nữa, mắm chưng thịt á, cái hẹ nè. Mẹ thưởng thức mấy cái món mà Băng với Út Nghé nấu rồi mẹ. À, Băng làm hẹ thấy có lý quá ta. Chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp. Con này chắc phải nhiều hơn mặn này hơi nhiều rồi. Thịt thì nãy em thấy còn nhiều lắm á, ăn hơi múc thêm. Hổm hổm dài làm clip toàn gặp trời mưa không cả nhà. Đây mẹ review cái món của Út Nghé nha, canh khoai lang nấu với bùa. Cái này có thể mình nấu với bùn ngót cũng được đó mẹ. Bùn ngót ăn nó ngọt, ăn nấu với khoai lang nó rất là ngọt mát. Rau má này là rau má đồng, có loại rau má Đài Loan nữa, nó bự hơn mà ăn không ngon bằng rau má đồng đâu. Rau má đồng mình ăn sống cũng ngon nữa, đây có để mới ăn sống nữa. Canh ngon mẹ. Nói chung là nấu với khoai lang là nó ra nó ngọt. Em ăn gì Băng, bắp chuối hả Băng? Bóc luôn. Bữa nay gán đại chiến ăn hết mâm rau này, không có anh là không hết nổi đâu, anh vô nữa mới hết nổi. Tự ăn món mình nấu luôn hả Út Nghé? Ít bữa cho, nếu được ít bữa cho lên đầu bếp chính thế Băng luôn. Ngon lắm cả nhà, tự làm tự khen nha. Mình làm gần hết chiếc thuyền bên đó phải không? Cái đó thường thường hồi nhỏ lấy làm thuyền đẩy dưới nước đó. Làm gần hết bên đó. Đang quay hay vậy? Chú ơi, ăn lần hai cục. Này mình bị bắt thực tế nha cả nhà, dám cuốn lần hai cục ba gọi. Quá ăn. Chán luôn thì chết. Ăn. Mà ăn thấy ngon quá. Có gì?
Trời bớt mưa nói chuyện dễ nghe nè. Ông nghe mấy chén không nghe? Mấy có hai à, cho ăn chén thôi chứ. Ông cái món này ăn cơm bắt lắm cả nhà ơi. Ăn nước thịt kho ăn đây. Ừ. Đã luôn. Chấm kén cái nha. Băng khoái món bắp chuối mà đập dập để đổ giấm rồi. Ớt nữa nghe mọi người. Nói chung mấy cái món này là mình ăn mắm sống, mắm các loại mắm, kính thưa các loại mắm luôn á, là đều ngon hết luôn á. Đặc biệt là cái hẹ nước nè. Với lại cái bắp chuối đó, ăn mắm. Cắn ớt cái đã lắm. Cái trái ớt đó là kêu bằng ớt ớt gì ta, nó nhỏ nhỏ. Thiểm. Phải thiểm không? Không phải. Ăn rất là thơm. Ớt chi này hả? Đúng rồi đó, người ta gọi là gì đó, ăn rất là thơm cả nhà. Mà nó cay lắm nha. Đảm miếng ba gọi nữa nha mọi người. Phao miệng luôn á. Rồi tiếp tục đãi mưa nữa. Trời mưa này ăn miếng ớt. Ăn ớt không nhìn thấy thèm, trời mưa này ăn ớt cho ấm bụng cái gì nha. Đó. Mẹ đâu rồi mẹ? Mấy chén rồi, đi đâu mất tiêu vậy? Không nhìn cái được nha mọi người. Cái nước uống. Nghe làm lẹ quá, mới có người ta mới phần nửa đường nó làm rồi, nó no luôn kìa. Ba chén cơm, hai chén canh. Mâm rau còn nhiều quá nghe ơi. Cuốn rau ăn đi. Giờ hè nó mà. Cái hè chấm mắm ruốc cái gì rồi má con cuốn lại. Thì món nào tụi con cũng ăn chân á, cái mâm rau này là ăn hơi nữa là con tham gia nữa là hết luôn. Đó. Múc một thiền nó đi ăn, nãy làm thiền rồi giờ làm thêm thiền nữa coi. Tao ngu. Nguyên quay rồi sao? Nó chơi chứ ăn miếng. Miếng thôi. Có lý nè. Hấp dẫn lắm cả nhà. Không biết sao. Hồi nãy là Úc Nghé có nói cả nhà là cái đây cái hẹ mình nè. Thì mình ăn luôn cái phần củ hủ này chứ mình nãy mình không biết á, mình ngắt ra thì nó cái phần này nó rất là ngon nè. Như cái cọng đây, cái cọng này nó dài như vậy nè, mình ăn luôn cái phần củ hủ này mình cuốn vô luôn, ăn nguyên cọng luôn. Nó xình quá. Ừ. Em mới tét tét ra mà bị đứt luôn. Bỏ. Anh thì không biết, cái nãy anh ngắt bỏ phần đó anh sợ nó dính cái này kia. Nhưng mà phần đó ăn nó ngon, thơm thơm như là cái củ hủ vậy. Cả nhà ơi, trời chuẩn bị mưa lại nữa thì thôi gia đình mình xin kết thúc video ở đây nha. Rồi, hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye nhé. Mẹ bye bye cả nhà nè.